Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Đức Quý Vlog. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới vui vẻ nhé. Vâng, và hôm nay em lại đi lấy đồ cho bác khách. Đó, thì em tiện em quay qua cho các bác xem. Trên mặt các bác đây là rất là nhiều đồ giải mã và đầu CD và âm ni và loa rất là nhiều, rẻ có và đắt có. Đó, thì hôm nay em đi thì em lấy cho bác khách một em đẩy Ramsa của Palastrade. Đẩy Ramsa WP 1200P bảo hành 3 tháng, sản xuất năm 1993, nhưng mặt nó rất là mới và ok. Thì em sẽ lấy một con đẩy này và một con đầu CD Pioneer D50 rất là đẹp. Con này thì 24 bit nha các bác nhé. Đó, thì bây giờ em sẽ lấy hai con đầu, một con đẩy và một con Pioneer này. Thì về nhà em sẽ test cho các bác cùng xem. Bây giờ em sẽ lấy và em sẽ quay qua cho các bác xem có gì mới không. Đó, rất là nhiều. Nhưng các bác nhìn thấy rất là nhiều này. Đây con Lukman 550A vẫn còn, rất là đẹp, mới tinh, con này mới lắm các bạn. Đó, bạn nào thích thì hãy liên hệ với em. Rất là nhiều. Hôm nay em đi có một bác lấy đôi loa 363 của Boss, nhưng mà rất tiếc là em ra đến nơi thì người ta bán mất rồi. Mới qua em đi quay vẫn còn, mà hôm nay ra em lấy ngay nhưng mà lại có người mua mất, rất là đáng tiếc. Và tiếp và bây giờ em sẽ lấy hàng như các bác nhá. Lấy con đẩy và con đầu giải mã CD kiêm giải mã. Thì em lấy thì em sẽ lấy về và em test cho các bác cùng thức với em. Thì bây giờ em sẽ gọi cô đây tôi. これ, hãy, tu, これ. Hãy, hãy. Đi ra smart. Đó, em đang bỏ nhân viên lấy. Lấy hàng cho em. Thì em phải bảo người ta lấy thì em mới quay được cho các bác xem cái quá trình em đi mua. Thì bình thường em mua một cái thì em sẽ tự đi nhé các bác. Tự lấy ra và mang ra. Hôm nay là có lấy hai cái thì em phải gọi người ta ra lấy cho. Tại cái đẩy kia nó rất là nặng rồi. Cái quá trình mà em đi mua ở bên Nhật, ở siêu thị đồ cũ như các bác nhé. Bây giờ người ta sẽ bê ra, em tiện em bê giúp người ta một cái. Rất đẹp, đằng sau rất đẹp. Bây giờ ra em mang cái nhũ. À, đây. Đây. À, thì bây giờ em sẽ giả tiền nha các bác nhé. Giả tiền thì em giả xong thì em mang về thì em quay tiếp cho các bác xem nhé. Vâng, và bây giờ em đã mang về đến nhà rồi các bác nhé. Thì đây em có tiện có đôi Victor này thì em sẽ kết hợp với chiếc đẩy Ramsa và đầu giải mã của Pioneer D50. Thì bây giờ em sẽ quay review qua cho các bác xem tổng thể. Nó rất là đẹp. Tại vì em mang về nhà rồi tiếng nồi cơm các thứ nó cứ vi vu. Rất là mới và em sẽ quay từng sản phẩm một, quay chậm. Đó, bên trong kính nhìn thấy em luôn. Đó, đây là chiếc đẩy này. Bề mặt của nó thì đẹp khỏi phải nghĩ rồi. Đó, thì bây giờ em sẽ test một bản nhạc không lời để em đỡ bị dính bản quyền. Mới cả em cho một tí bản nhạc có lời vào để độ giải mã của con này nó hay như nào.
con này là PRD50 đó, CD kiêm giải mã 24 bit, CD text 24 bit đó. Và em đã quay qua đằng sau, mặt rìa thì rất là mới, rất là ok. Đây đằng sau đây, con này Pioneer này được sản xuất ở Malaysia. Thì như theo như các bác biết thì Malaysia, thì Nhật Bản đặt nhà máy ở bên Malaysia thì nó cái mức lương giả nó sẽ thấp hơn so với người Nhật, thành ra là người ta đã đặt ở bên Malaysia nhé các bác nhé. Thành ra là các bác cứ yên tâm, cái hàng mà xuất sang Nhật Bản thì cái khó tính, cái mức độ khó tính của Nhật thì như các bác biết thì nó rất là khó tính rồi đó. Thì đây là chiếc đẩy của Ransa Panasonic sản xuất này. Đấy, số hiệu 830W này, 100V 830W, nội địa Nhật. Đấy. Yokohama sản xuất nội địa Nhật luôn, 100V 340W. Ở bên trên thì lại là 100V đến 100V 830W. Em cũng hiểu đại khái thế thôi. Và đây nó có công tắc bật này, A, B này. Đấy, phân biệt là Mono. Đó. Và có jack tín hiệu jack 3 chân và jack 6,5 chân. Chân jack 6,5. Đó, thì bây giờ em quay qua như vậy rồi thì em sẽ test, em cắm và test qua cho các bác cùng thưởng thức với em nhé các bác nhé. Vâng, và em đã kết nối xong. Em đã cho đĩa vào và em đã bật chiếc đẩy lên. Và đĩa của em tự làm thì có 3 bài thôi. Thì bây giờ em mời các bác cùng thưởng thức chất âm nhé các bác nhé. Và em đã bật, đây là bật đĩa. Rất là khỏe các bác ạ, em mới nick một tí này mà rất là to này. Đấy, đây là em test đĩa nha các bác nhá. Đấy, em lách này. Đấy, tua. Lách ở bên trên đây. Đó. Lách ở bên trên, còn đây là tua nhé các bác nhé. Đẩy rất là khỏe, em mới để cho một tí nấc này. Đó. Kiểm soát cái đuôi loa Victor này rất là ghê gớm. Em lách tiếp này. Là em đánh đôi bát khoảng 30 bát 30 đấy. Bác nào thích thì hãy liên hệ em. Đôi này thì em sẽ tháo phân tuần giữa thứ và gửi về cho các bác giá hữu nghị nhất có thể. Đó, chỉ lấy tiền gửi về và một chút gọi là tiền mua thôi. Đấy, bác nào mà xem được đoạn này thì hãy báo em. Khi anh bắt đầu một tình yêu rất là ngọt nha các bác nhé. Tự thay đổi mình. Nhưng mà em phải dừng để em cho sang giải mã cho nhạc không lời, không nó bị bản quyền ấy. Em test hầu như là bị bản quyền nhiều lắm các bác ạ. Đó, thì em đã test qua cho bác khách, đó là chạy CD và bây giờ em sang giải mã. Monitor. Rất là đấy, em đang bật đó. Đây, em đang lấy mạng ở trên mạng đây. Bây giờ em tạm dừng này. Đó, tạm dừng.
Em sẽ tìm một bài Bonedo nào đó. Tại vì em sợ dính bản quyền nó rất là cao. Em chớm vào một nhạc có bản quyền cái là em sợ lắm. Các bác thấy trống đập rất là mạnh. Em mời các bác thưởng thức ạ. Các bác và em đã test qua như vậy thì các bác thấy là nó rất là tiếng trống biết các thứ là em thấy khá là ok. Đầu giải mã chỉ dùng đầu giải mã này và xuống đẩy và gian loa. Đây em kết nối cho các bác xem, rất là đơn giản thôi. Đấy, hai tiếng em lấy đây và từ trên đầu xuống em phải tháo này ra, cái này nó có bảo vệ, nếu nắp vào nhà thì nắp cái này vào. Đó, đơn giản vậy thôi. Đó thì chắc này em cũng xin kết thúc video. Hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo nhé. Và em xin kính chào quý vị và các bạn ạ.